Xin chào mọi người, và đặc biệt là những người anh, người chị, người chú, người bác, cũng như là các bạn và các em tuổi ngọ. Đây là video clip mình sẽ làm về tử vi vận hạn của tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi. Đây là một cái tháng có thể nói là nghe thôi thì những người có tìm hiểu sơ sài về tử vi phong thủy sẽ thấy rằng đây là một cái tháng có thể là tốt với tuổi của mình. Vì sao? Vì như đã biết thì dần ngọ tuất là tam hợp. Những người tuổi ngọ gặp tháng tuất là tháng tam hợp thì hy vọng rằng với cái sự tìm hiểu đơn giản thì sẽ rằng có tháng tam hợp là sẽ có được nhiều may mắn, thành công trong công việc. Tuy nhiên là đó cũng trong một cái tử vi của tháng thì nó có ba cái để xét về cái tử vi vận hạn của tháng. Đó là mạng, là thí dụ giống như là người mậu ngọ là mạng hỏa đi, người canh ngọ thì mạng thổ, mạng và tháng. Và tháng thí dụ như tháng là tháng 9 là tháng Giáp Tuất thì tháng Giáp Tuất là hỏa đi, thì đó là nó có xung khắc thì là ảnh hưởng về bổn mạng. Còn trụ thiên can thí dụ giống như mậu ngọ gặp Giáp Tuất làm giáp khắc mậu thì đó là thiên can thì ảnh hưởng nhiều đến công danh, tài lộc, tài vận của công việc của cái tử vi. Và địa chi thí dụ như tháng này là có tam hợp đi thì sẽ tốt đẹp về mặt gia đạo, tình cảm, chứ không phải là cứ có tam hợp thì cái gì nó cũng tốt 100%. Tuy nhiên là như người ông bà xưa có nói, tam hợp hóa tam tai, tức là tam hợp nó sẽ hóa giải bớt tam tai. Hy vọng rằng với cái tam hợp của tháng sẽ hóa giải bớt những cái sự khó khăn xung khắc ở trong cái trong cái tử vi, trong cái gọi là cái nạn, kiếp nạn của chúng ta ở trong cuộc sống. Đó là cái phần giải thích sơ sài của mình để coi xem và là người tuổi ngọ nào sẽ được lợi về làm ăn, lợi về bổn mạng ở trong cái tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019 đây. Đầu tiên hết thì chúng ta sẽ phải đi xét cho những người các anh, các gọi là các cô, các chú tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 với mệnh Sa Trung Kim. Mình có người bác tuổi này. Mạng thì thấy vậy thì chúng ta sẽ xét về tháng với cái người mạng Sa Trung Kim gặp cái tháng Giáp Tuất là tháng hỏa. Như vậy là mạng là hỏa khắc kim, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng tai nạn phạm thân. Đây là một cái tháng nghe nó có tam hợp, nhưng mà thấy về người Giáp Ngọ bị hỏa khắc kim này thì bổn mạng không, vốn không có tốt đẹp ở trong cái năm này, với kim khắc mộc của cả năm cộng với cái việc mà bị tháng khắc bổn mạng thì nếu là các bác, nhất là các bác nữ, về bổn mạng của mình thì nhớ cẩn thận, coi sức khỏe nó không được tốt ha. Rồi còn xét về thiên can thì giáp gặp giáp là đồng hàng, công việc hanh thông thuận lợi, không có vấn đề. Thật sự là đối với mọi người thì các bác nữ mà sinh năm 54 thì nam nữ gì cũng vậy, sinh năm 54 thì cũng đã ở vào những cái tuổi gọi là hưu rồi ha. Chỉ có những người mà kinh doanh buôn bán hoặc làm thêm cái việc gì đó thì phải cần đề phòng công việc, nhưng mà tháng này thì công việc không vấn đề, không có việc gì phải lo lắng. Địa chi thì như đã nói, ngọ gặp tuất là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tuất, gia đạo tình cảm nhiều tốt đẹp, hóa giải cái phần nào nó như với cái tam hợp của tháng này, phần nào nó hóa giải bớt các cái hung tinh trong cái hạn của tử vi năm hoặc là tử vi tháng này. Hy vọng rằng là với tam hợp của tháng, tam hợp phần địa chi sẽ phần nào giảm bớt cái sự xung khắc về bổn mệnh cho các bác, các cô ở trong cái tuổi Giáp Tuất, Giáp Ngọ. Rồi tiếp đến đó là phải kể đến các anh các chị tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 với cái mệnh là Thiên Hà Thủy. Như vậy về trụ mạng thì xét là Thiên Hà Thủy gặp Giáp Tuất là một tháng hỏa, như vậy là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng,
sức khỏe không được ok cho lắm, cũng có chút xíu, nhưng mà dù gì đi nữa vẫn đỡ hơn những người giáp ngọ, là dù sao đi nữa là thủy mình khắc hỏa chứ không phải là ngược lại như các hỏa khắc kim kia, thì cái bổn mạng nó có đi nữa thì nó cũng suy yếu thôi chứ không quá nặng nề, không quá khó khăn, đặc biệt là các anh nam có thể là bệnh cảm gì đó thôi chứ không phải là dẫn đến cái nguy năng của bổn mạng mình ha. Rồi tiếp đến phải xét về thiên can với bính và giáp. Chữ bính và chữ giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên là giáp thì thuộc mộc, bính đinh thì thuộc hỏa, cho nên là có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên có thể nói là người bính ngọ ở trong cái tháng giáp tuất này sẽ có chút tài lộc nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu nhiều cái sự thay đổi. Địa chi thì tiếp tục giống như là người giáp ngọ, với ngọ gặp tuất là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tuất. Như vậy thì gia đạo tình cảm sẽ khỏi phải có lo lắng gì, sẽ không có nhiều cái xung khắc không buồn phiền. Đặc biệt là với cái tam hợp này nó phần nào tương trợ cho cái thiên can và hóa giải bớt cái khó khăn cho cái bổn mạng. Như vậy thì bổn mạng tuy là gặp thủy khắc hỏa, gặp bổn mạng khắc tháng, nhưng có vẻ là các anh các chị tuổi bính ngọ không phải lo lắng quá nhiều về bổn mạng của mình. Tài lộc thì sẽ có được tốt đẹp hơn những cái tháng vừa rồi, đặc biệt là người tuổi ngọ và rơi vào tháng 8, thì vừa rồi chúng ta đang ở trong tháng 8 nè, thì có nhiều cái chuyện không có được vui vẻ trong cái gia đạo, thậm chí là không có tốt đẹp cho cái việc tài lộc. Với cái chữ quý dậu là cái chữ quý nó thuộc thủy, chữ bính thì thuộc hỏa, cho nên là nạp âm ngũ hành nó tương khắc, tài lộc cũng không có gì. Từ đầu năm đã không có gì, tháng 8 càng không có gì hơn nữa đối với người, nhất là đặc biệt là các chị tuổi bính ngọ. Tiếp đến đó là người mậu ngọ sinh năm 1978. Đây là một trong những cái tuổi mình ấn tượng ha. Với cái mệnh thiên thượng hỏa thì gặp cái tháng hỏa là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe sẽ không vấn đề, tươi rói ha, chắc cũng tươi tươi cả như mình đó, chứ không đến nỗi đâu. Thiên can thì không tốt đẹp, vì sao? Vì chữ giáp nó khắc chữ mậu, giáp của giáp tuất sẽ khắc chữ mậu, tháng khắc thiên can công việc dễ lâm vào bế tắc, đặc biệt là cẩn thận hao tài. Chứ chưa chắc là thấy không êm nè ha. Tháng 8 thì rắc rối về gia đạo, tuy nhiên là tháng 9 thì tiền tài sẽ không có được hanh thông cho lắm. Cho nên là cẩn thận ha, với chữ giáp khắc chữ mậu đừng có ra tiền nha, đặc biệt là đừng có cho ai vay ha, vay là đi luôn á, nó không có trả đâu. Rồi địa chi thì như cũng giống như tuổi ngọ khác, dần ngọ tức là tam hợp, gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái điều tốt đẹp, thậm chí là với cái tam hợp hy vọng sẽ hóa giải bớt phần nào cái khó khăn mà cái thiên can chữ giáp nó khắc chữ mậu của chúng ta tạo thành. Hy vọng rằng là với cái sự gọi là được hanh thông, được về mạng từ năm nay đi, Mậu Kỷ thì cùng hàng sẽ giúp cho mình nhiều cái điều tốt đẹp. Rồi là năm nay là năm mộc, mệnh thì mệnh hỏa, cho nên là tương sinh, khi mà bổn mạng được tương sinh của năm á, thì phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi rất nhiều. Phúc tinh và tài tinh sẽ đỡ cho chúng ta. Người mậu ngọ thì 2 năm 3 năm, 2016, 2017, 2018 là 3 năm nạn liên tục rồi, đặc biệt là 2017, tới năm nay thì nó sẽ tốt đẹp hơn, và nhờ cái tương sinh này nó sẽ có bổn mạng. Dù gì đi nữa thì cái sự khó khăn của người mậu ngọ ở trong cái năm 2019 này không nhiều, là có nhưng mà cũng sẽ có gặp cái quý nhân để giúp đỡ mà vượt qua. Hy vọng đó là điều rất là tốt đẹp ha. Tiếp tục là các em tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 với mệnh Lộ Bàn Thổ. Người Canh Ngọ có Lộ Bàn Thổ thì sẽ được tương sinh về bổn mạng, vì hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe và cái vận hạn của mình. Khi bổn mạng được tương sinh thì như đã nói ha, phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng được hưởng lợi. Các bạn thì các em thì Canh Ngọ thì mệnh Thổ,
năm nay thì năm Mộc, cho nên vốn dĩ sức khỏe năm nay nó cũng không được ok. Tuy nhiên đây là một cái tháng được tương sinh, cho nên sức khỏe sẽ ổn hơn, tốt hơn. Và khi mà được tương sinh thì phúc tinh, tài tinh hưởng lại phát sáng, sẽ làm cho phần nào cái xui rủi của mình nó sẽ xa đi ha. Tuy nhiên thiên can thì cũng giống như người tuổi Mậu Ngọ, với chữ canh của các bạn khắc chữ giáp, thiên can khắc tháng, công việc báo hiệu nhiều trắc trở. Tuy nhiên là các bạn đỡ hơn là một cái là dù gì đi nữa chữ canh nó khắc chữ giáp, tức là mình khắc nó có gặp khó khăn, có gặp chống phá, nhưng tóm lại tất cả mình đều có nằm trong tầm tay mà giải quyết một cách thuận lợi theo cái bản năng của mình. Đó là cái điều hay. Còn cái ông Mậu Ngọ ở trên với cái chữ giáp khắc Mậu á, thì sẽ đôi khi phải lâm vào bế tắc luôn, ngồi đó gác tay lên trán suy nghĩ ha. Người Mậu Ngọ thì vốn dĩ là một cái người vận động liên tục đó. Rồi canh Ngọ thì chịu đựng giỏi hơn, kiên nhẫn hơn. Tuy nhiên là mấy bà canh Ngọ nữ này hay hay có một số người sinh vào, như đặc biệt là sinh vào tháng tháng 11 và tháng 2 á, hay cô đơn, hay dù là đang ở trong gia đình nhưng mà cảm thấy mình là một cái người lạc loài, tâm mình quá xáo động ha. Rồi địa chi thì cũng giống như những tuổi ngọ khác, với tam hợp dần ngọ tuất ha, ngọ gặp tuất thì dần ngọ tuất là tam hợp, thì cho nên là gia đạo tình cảm sẽ là tiếp tục tốt đẹp, vui vẻ, không có vấn đề gì. Hy vọng rằng với cái tam hợp của tháng này sẽ phần nào khống chế hoặc là giảm bớt cái sự xung khắc, cái sự mà trắc trở trong công việc do cái chữ canh khắc giáp. Hãy nhớ rằng là người Lộ Bàn Thổ mình ở trong tháng 9 được mạng tương sinh, được tam hợp tháng, thì hy vọng rằng cái sự khó khăn ở trong công việc đem lại không phải là vấn đề lớn đối với tuổi của can. Rồi cuối cùng đó là những cháu tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, hoặc là các bạn sinh năm 1942 với mạng là Dương Liễu Mộc. Mạng Dương Liễu Mộc đây là một trong những cái tháng bị sinh xuất ở trong cái bổn mạng. Vì sao? Các gia chủ mạng là Mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không có được tốt. Nếu như mà các anh các chị các bạn có ai có mẹ là mẹ hoặc ba là tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942, thì cẩn thận cái bổn mạng ở trong cái tháng này sức khỏe có sẽ bị suy giảm yếu đi. Nhớ cẩn thận một tí xíu cho các bác. Còn các em nhỏ thì sinh xuất bổn mạng một chút xíu không vấn đề đâu, vì dù sao đi nữa thì năm 2002 thì các em còn nhỏ, sức khỏe vẫn là một cái vấn đề. Ok, sinh xuất bổn mạng thì bổn mạng của mình không nguy nan, sẽ khó có chuyện mà gặp tai nạn phạm thân, tai nạn mà dẫn đến nguy hiểm bổn mạng, cao lắm trầy xước hoặc là bệnh nhẹ nhàng, không có phải lo lắng ở trong cái tháng này. Bổn mạng mình bị lung lay. Thiên can chữ nhâm và chữ giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, mà như đã nói thì nhâm ngọ 2002 thì chỉ còn, nếu đúng thì bắt đầu học đại học, học 12 chuẩn bị lên đại học, cho nên là không có nhiều tới công việc. Còn nếu không thì nếu mà các cháu có nhỏ nghỉ đi làm thì thời gian này chỉ là đi làm công, công việc nó có va chạm đi nữa thì cũng không quá lớn, thậm chí là hanh thông ở trong công việc. Còn các bác lớn thì 1942 thì các bác chắc là nghỉ hưu rồi, không còn làm gì, ở nhà hưởng thụ tuổi già với con cái, cho nên không xét nhiều về phần thiên can. Địa chi thì như đã nói ha, dần ngọ tuất thuộc nhóm tam hợp, cho nên là gia đạo tình cảm rất là tốt đẹp. Các bác lớn thì mình đã nói rồi, gia đạo tình cảm thì ở cái tuổi này thì con cái chỉ biết phục vụ thôi, trả hiếu thôi, chứ còn bây giờ mình không thể nào mà nói mà làm gì cho các bác buồn phiền. Nhưng các em nhỏ với cái địa chi tam hợp, các em sinh 2022, đặc biệt là nữ 2022 ở cái tuổi này, sẽ rất dễ xảy ra cái chuyện mà có tình cảm, có người để ý đến mình. Đó là một cái điều mà vui tích cực ha, bắt đầu ở trong 12. Nhưng mà mình hãy nhớ rằng mình khuyên các em nhỏ sinh năm 2022 thì hãy tập trung vào cái việc học của cái năm này để kết thúc cái quá trình 12 năm mình phải phấn đấu để mà có một cái bước gì đó. Mình hay nói vui như thế này, khi mà các bạn còn nhỏ, các bạn học ở trong cái môi trường trung học đó, thì cái mối quan hệ
của các bạn chỉ xoay quanh những cái người ở trong cái khu vực của mình, cái tỉnh của mình hoặc là xã, cái huyện của mình. Nhưng nếu các bạn ra đại học, tức là các bạn ra một cái nguồn biển lớn hơn, các bạn sẽ tiếp xúc được nhiều đối tượng hơn và nhiều cái sự lựa chọn hơn ở trong cuộc sống của mình. À, con đường của các bạn không giàu gì, các bạn giàu nhất vẫn là thời gian. Cho nên cứ tiếp tục để mà phấn đấu để đạt được cái kết quả tốt đẹp ở trong cuộc sống. Muốn thoát nghèo thì chắc chắn việc học là việc đầu tiên. Kiến thức đem lại cho chúng ta rất là nhiều điều trong cuộc sống, đặc biệt là cái ý chí, cái sự linh hoạt. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi vận hạn của tháng Giáp Tuất, tức là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Ngọ. Có những tuổi Ngọ thì tốt đẹp, có những tuổi Ngọ thì sẽ không tốt đẹp ở trong công việc làm ăn cũng như bổn mạng. Hy vọng rằng đây là cái hành trang nhỏ để giúp mọi người có được cái sự gọi là lựa chọn cương nhu trong làm ăn cũng như trong công việc gia đình xã hội. Mọi người tuổi Ngọ xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!